Rồi, chào các bạn. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về cái topo mạng một doanh nghiệp hoặc là topo mạng của một đơn vị nào đó hoặc là topo mạng của một gia đình lớn chẳng hạn. Thì cần có cái topo mạng. Topo thì là cái sơ đồ mạng thôi. Nói topo là tiếng Anh chúng ta có thể không hiểu như sơ đồ mạng. Thì mỗi đơn vị, mỗi doanh nghiệp thì có cái topo mạng cụ thể cho từng doanh nghiệp đó. Thì cái topo mạng ở đây trên màn hình chúng ta nhìn thấy cái topo mạng này thì là một cái topo mạng cụ thể. Còn tùy thuộc vào cái sơ đồ mạng của mỗi gia đình, mỗi doanh nghiệp khác nhau nhé. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy là cái ra ngoài đây, một trường internet ra ngoài chúng ta nhìn thấy con trỏ chuột, tôi chỉ nhé. Đó. Sau internet là sẽ có một cái con router Cisco 7813. Con này dùng để định tuyến tiếp nhận ra ngoài và vào trong của internet. Tiếp theo thì nó là một con firewall là Cisco ASA 5585. Đấy, con firewall này nó đứng sau con router để có mục đích của nó là chia mạng và đồng thời là định tuyến tới các bảo vệ các cái lớp mạng bên trong, các mạng bên trong. Đó. Thì ở đây có hai con firewall, một là con firewall thứ nhất và con firewall thứ hai. À, hai con firewall thì nó đều trỏ cái default gateway ra con router này. Thì hai con firewall này mỗi con nó sẽ kết nó đưa vào một mạng trong, phía bên trong của nó là một cái mạng riêng. À, mỗi một cái mạng trong đều có một con firewall ở bên ngoài. Thì tuy nhiên là ở cái topo mạng này thì cái con firewall này nó lại nằm trong con firewall này. Đó. Thì đây là hai con switch, link switch là hai con switch mà SR2016. Thì nó sẽ nằm trong các cái máy tính bên trong này. Dùng cho các server, ví dụ như web server này, email server và DNS server, và tất cả ba con server này đều nằm trong con switch và được bảo vệ bởi con firewall này. Đó. Thì đây là cái topo mạng, còn cái bên này thì nó sẽ tách riêng ra là cái cơ sở dữ liệu, và cơ sở dữ liệu này rất quan trọng, do vậy mà để sau cái con firewall và cái ứng dụng server, tức là tách riêng ra hai khối. Thì tuy nhiên là với cái sơ đồ này thì dùng cho mạng lớn thì người ta mới tách riêng ra, như còn như cái này thì bởi vì topo nó liên quan đến chi phí. Khi mà chúng ta để càng, tức là càng vẽ ra nhiều và độ an toàn bảo mật cao ấy, thì nó liên quan đến đầu tư và chi phí. Như thế này chúng ta phải đầu tư hai con firewall này, hai con switch này, và tách riêng database và application server lại để riêng ra một bên. Còn nếu như doanh nghiệp nhỏ thì họ tích hợp chung vào trong này mà họ không tách riêng. Đó. Còn trong trường hợp mà con database server này họ cần bảo vệ nữa thì họ có thể bảo vệ một lớp trong này nữa. Đó. Thì họ gộp lại. Thì ở đây làm theo cái mô hình này thì chúng ta có thể phân tích như vậy. Thì tất cả con này sẽ được chọn default gateway ở đây, và con switch này sẽ default gateway ra con firewall từ đó để ra mạng ngoài. Đấy là cái topo mạng mà có thể áp dụng vào các doanh nghiệp. Thì chúng ta đây để chúng ta hình dung, còn tùy thuộc vào mục đích của chúng ta. À, phụ thuộc vào mục đích của doanh nghiệp và phụ thuộc vào hoạt động của doanh nghiệp
nhu cầu của doanh nghiệp thì cái topo mạng nó phải tương ứng với nhu cầu của doanh nghiệp và mục đích sử dụng của doanh nghiệp. Thì lúc đó thì chúng ta sẽ design hay thiết kế cái topo mạng nó phù hợp. Thứ nhất là về mặt chi phí. Chi phí doanh nghiệp đầu tư, thứ hai là mục đích của doanh nghiệp làm gì, thứ ba là cái độ bảo mật của doanh nghiệp đến đâu, thứ tư là tiện dụng cho người sử dụng và độ an toàn và bảo mật của mạng doanh nghiệp. Thì đấy là cái chúng ta phân tích cái topo hiện tại là trên màn hình, còn cụ thể thực tế thì chúng ta lại phải nghiên cứu cái cụ thể nhu cầu của doanh nghiệp để đưa ra cái giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp. Rồi, cảm ơn các bạn. Các bạn có thể subscribe kênh và kết nối với tôi qua cái số điện thoại bên dưới Zalo. Cảm ơn các bạn.